thật sự Giang Huy là rất là vui đến đây vì là một cái học viên sắp sửa chứ ạ, tương lai đấy ạ. Rất là muốn là đi danh vào sân khấu kịch của chính Quốc Thảo để học ở Thảo. Thật sự ra thì bữa nay tôi cũng là một bác sĩ ạ. Rất là vui ạ. Bác sĩ nhưng mà cũng đã 20 năm sinh hoạt ở Hát Bến Thành với cương vị là chủ nhiệm câu lạc bộ ca múa nhạc dân tộc thời trang xưa và nay. Thì diễn thời trang và diễn ca nhạc rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng rất là đam mê nghệ thuật và tất cả những cái vở diễn hoặc là những cái nhân vật, những diễn viên mà sống hết mình vì nghệ thuật như là cô Ngọc với cả thể thao thì quả là đáng quý. Cho nên hôm nay có nhân dịp có cái sự hiện diện của cô Ngọc thì cũng rất là đến đây và lại còn dự kiến ở thể thao nữa thì rất là vui và sẽ quyết tâm là cũng sẽ đi học ở sân khấu này. Thầy và cô đã truyền lửa cho, và thật sự ra thì đứng ở góc độ là một cái học viên mới nhưng mà tuổi đời cũng như là cái tuổi mà tiếp xúc với sân khấu thì cũng khá nhiều rồi. Và gặp rất nhiều những nghệ sĩ thì thật sự rất cảm động với những nghệ sĩ lớn, người ta rất tâm huyết với nghề và người ta có đạo đức nghề nghiệp rất là cao và rất là tôn trọng thầy và cô ở đây, cái sự hy sinh hết mình vì nghệ thuật chứ không phải vì cái tư lợi cá nhân. Bởi vì cũng có rất nhiều nghệ sĩ, thực sự ra có những nghệ sĩ bây giờ ạ, người ta cũng chỉ sinh ở những năm 70 ạ, thì những người đấy chắc chắn là về cái đạo đức nghề nghiệp không bằng những viên cũ. Thực sự ra là em cũng cảm nhận là như thế, bởi vì người ta cũng chưa có cái bề sâu hoặc là những cái góc diễn hoặc là những cái cảm xúc hay là những cái kỹ năng nghề nghiệp bằng những cái thực tế như là có thầy các cô, nhưng người ta đã tưởng là người ta đã ở được cái đỉnh cao và người ta chưa xuất hiện trước công chúng, không hề có một cái vẻ mặt mà cởi mở thân thiện như các thầy các cô ở đây, mà người ta có cái vẻ như là kênh kiệu và nhìn với mọi người với cái mắt là đây là tôi đã nổi tiếng từ bên này, mọi người hãy phải nhìn tôi đi. Thì tôi nghĩ là cái đấy là cũng không phải, và cũng hy vọng là tất cả các em nếu mà bước vào trong cái là học viên thì hãy học những cái đạo đức nghề nghiệp là chính, sau từ đấy trở đi thì chúng ta sẽ yêu nghề và học được cái thầy cô được tốt hơn ạ. Và rất là vui sướng là được hôm nay được gặp thầy và cô ở đây. Tôi đúng ra là trước khi diễn tôi cũng có muốn còn nhiều cái gọi là cái chuyện liên quan tới các em còn nghe, nhưng mà tại mình không có đủ giờ. Tôi về tôi cũng về ngập trong mấy cái dự án mà mọi sự thì yêu cầu tôi không được quyền bệnh tại vì nếu mà tôi bệnh thì nó cũng tập thể sẽ rất là ảnh hưởng. Rồi tôi cũng muốn kể thêm một vài cái chi tiết nữa nhưng mà cũng tiếc là giờ không có đủ. Và cũng nói sơ qua về cái chắc một cái chuyện tôi cũng muốn nói qua về cái dính líu tới công việc tụi em, là cái khóa tôi dạy với Quang Minh Hồng Đào đó thì nó có một cái cực khác, nhưng mà cái khóa sau đó tôi có đi đào tạo bên cải lương và tôi cũng có vòng về tôi đào đạo cái khóa của Hòa Hiệp với lại Xuân Trang đó, bây giờ sẽ không nhận đó, với Thanh Phương mà mất rồi đó. Thì tôi nhớ cái lúc, tôi nhớ là mỗi lần học kỳ đó cái lớp tôi nó vui lắm, là tại vì tôi kiếm những cái kịch bản lạ, thành ra hồi đó hiệu trưởng còn nói là cố gắng, thành ra mấy lớp khác nó tới nó coi đông lắm. Cũng như lúc tôi dạy ở khoa học sở nhân văn á, mỗi lần mà tới giờ tôi lên lớp mấy cái lớp, mấy thầy cô khác bọn mình đến lớp con học vui quá, mấy bên kia nó chạy qua đây nó học nó vui, nó coi vui không à. Thì tôi nhớ là lúc chọn với tốt nghiệp rất khó, tôi có cái lời khuyên là đó, mai mốt mà ra trường á, các em không còn có cơ hội làm những cái vở thuộc lại kiếm những cái vai hay mà không bị lệ thuộc vào doanh thu, thành ra thôi đây là cái cơ hội cuối cùng. Thành ra kỳ đó tôi chọn cái vở Quốc Nguyên mà ba người phải cùng đóng vai Quốc Nguyên đó, đó là của bốn bạn trẻ viết lại một cái tích xưa của một tác giả đã nổi tiếng rồi, nhưng mà họ bốn người trẻ họ viết lại hay lắm. Thì tôi nhớ ba người, bây giờ Thanh Phương đã mất rồi nè, với Xuân Trang hoài, ba người cùng đóng vai. Mà các bạn không biết cái thảm cảnh của tôi vậy nè, ngay cái thời buổi đó cũng đa số phải bận xô, thành ra có những lúc á có một người đi học 13 người như các bạn,
một tỷ lý do để vắng mặt cái buổi họp hôm đó, mà tôi có mặt như tôi nói các bạn rồi đó, 8 giờ tôi phải có mặt, bắt đầu lớp là tôi phải có mặt, và tôi còn tôi đợi tới một bước nào đó đó thì tôi phải tiến hành cái lớp học cho một sinh viên đó. Các bạn biết làm sao tôi tập được không mà cuối cùng ra một cái vở tốt nghiệp hoành tráng không? Tôi đóng 12 giây còn lại để tôi tập cho đúng một em đó, và bữa khác thiếu em đó đóng cái khác, tôi cũng đóng cả 12 em còn lại. Và anh Tuấn Lộc, biên đạo muốn Tuấn Lộc, các bạn biết rồi gì, lãnh làm biên đạo cho bữa đó, nó tới nó nói chị Ngọc, em cho chị tên mới nha, Giá Tràng. Chi vậy chị? Tại sao vậy? Tại sao chị tốn giờ cho chuyện này chi vậy? Cho những đứa nó không tha thiết với chị. Nó bây giờ chị lỡ rồi em, bây giờ ít nhất chị phải làm xong vở tốt nghiệp này, thì sau đó chuyện gì chuyện, nhưng mà chẳng thà chị rút từ đầu, chứ bây giờ thôi lỡ rồi. Mà cái tác phẩm này nó hay quá, thành ra chị phải sanh ra được cái tác phẩm này đã. Với chị cũng trân trọng những người như em, biết là như vậy nhưng mà không tới đây giúp chị. Thì các bạn biết không, cái vở đó đó, tôi chỉ làm nội bộ thôi, nhưng mà có những người ghét tôi. Cái số lượng người ghét tôi cũng nhiều lắm các bạn. Giang hồ gió tanh mưa máu mà. Nhưng điều tôi cảm động, họ xem vở đó xong á, họ ca ngợi, hay quá. Thì các bạn biết, các bạn làm người thuộc là vậy. Làm sao để những người ghét mình, cá nhân mình, thì họ vẫn thấy tác phẩm của mình, họ vẫn phải xác định một điều là hay quá. Bởi vì sao? Mình làm bằng tất cả những tâm huyết mình đặt vô, còn cho cả những cái em không có mặt liên tục, tôi vẫn làm sao cho tác phẩm nó ra đời được. Thì chính mình chinh phục được mấy người đó mới khó. Mà tôi nghĩ là các em có lòng thành, các em sẽ làm được. Và tôi cũng muốn nói thêm một cái ý của anh Nguyễn Huy Thiệt. Mà tôi đi các đại hội thế giới, tôi thường nhắc là sao? Có tới 4 mafia trong văn hóa văn nghệ để nó khống chế sáng tạo. Thứ nhất là cái power, là cái quyền lực. Có thể em sẽ bị kiểm duyệt, nó cắt chỗ này, nó cắt chỗ kia. Thì tụi tôi nói ăn rồi phải bóng phó với cái đó. Nhưng mà cái khó, nó lại ló ra những cái khôn. Cái thứ hai là đồng tiền. Đồng tiền là trong một thời buổi gọi là cơ chế thị trường. Thị trường nó quyết định, thị trường nó quyết định A, B, C, D. Tụi tôi hôm khai mạc, cái tiên nghe anh ông bầu Huỳnh Anh Tuấn nói với tôi, chị Ngọc, Lộc phải giả gái mới bán vé được. Thành ra giờ trà vở này đang lỗ chắc. Mà Tuấn nói với tôi hồi đó đó, tụi em theo 3-7, nghĩa là 3 nghệ thuật, để 7 doanh thu để nuôi 3 nghệ thuật. Riết tôi thấy còn có 1 nghệ thuật là 9 doanh thu để nuôi 1 nghệ thuật này. Thành ra các em còn được làm cái 1 nghệ thuật đó. Cố gắng làm sao, tụi tôi vẫn nói thuyết phục những nhà đầu tư để đổ vô những cái phim như Xuân Lan hay Ngọc Viễn Đông, là tụi tôi cố gắng là nghệ thuật nhưng đảm bảo doanh thu. Nhưng mà đó là bài toán gây lo. Rồi anh Power, anh đồng tiền, anh thứ ba là tôn giáo. Có thể kiểu Hồ giáo nó không muốn kiểu này, Phật giáo không muốn kiểu kia, Công giáo, Tin Lành không muốn kiểu khác. Và cái thứ tư mới là cái nguy hiểm nhất là cái gì các bạn biết không? Tình yêu. Tại vì mấy cái kia nó thấy rất rõ mình có thể đối phó được, thậm chí mình làm hay hơn nữa. Để là tôi xài đồng tiền anh, đúng anh phải cảm ơn tôi vì tôi làm không lỗ, nhưng tôi vẫn làm cái ý tôi được. Nhưng mà cái tình yêu á, nhiều khi á, nó đã vì thân nhân, vì bạn bè này để mình phải bẻ quẹo cái tác phẩm để cho nó ra đó, mình mất mình. Mình mất mình một cách rất là đau đớn, mà nó rất là ngọt ngào êm ái. Thành ra cái điều quan trọng cuối cùng tôi muốn động lại nhắc tụi em là kiểu gì thì kiểu, đừng để mất mình. Và tôi vừa nói chuyện với một cái sinh viên hôm qua là dầu bất cứ hoàn cảnh nào đã lao vào nghệ thuật thì đồng tiền là một yếu tố cực kỳ quan trọng, nhưng bao giờ cũng cho nó ở quan trọng thứ nhì. Còn nếu mà em đã nghĩ nó là quan trọng thứ nhất rồi đó, khó có tác phẩm hay. Nên dùng nó để nó phục vụ mình, chứ đừng để mình đi phục vụ nó. Một cái lời nó rất là coi như là tưởng như dễ, nhưng thực hiện nó cũng hơi bị khó. Hơi chúc các em là tôi muốn dùng cái câu để lúc tụi tôi tốt nghiệp, tụi tôi chọn một câu trong vở kịch của Abu Zop là chúc các bạn thành công, nhưng đường đời sẽ không trơn tru. Chúc các bạn gặp đường đời không trơn tru để đạt tới cái thành công đó. Dành cho các bạn học viên của sân khấu kịch Vũ Thảo cũng như là tất cả các vị khách có mặt ngày hôm nay. Các bạn thấy đó, một người đã trải qua rất là nhiều những thăng trầm trong cuộc sống, nhưng đến ngày hôm nay chị Ngọc ngồi đây
lửa vẫn thường thực, đúng không các bạn? Khi nói tới nghề, lửa vẫn thường, lửa vẫn bốc cháy trong lòng của chị ấy, và chúng ta rất là trân trọng những người như vậy. Và các bạn thấy không, một cái điển hình mà ngay bản thân thầy cũng phải học tập ở trường học, đó là một mình với một học trò thôi nhưng vẫn miệt mài dạy dỗ, miệt mài để cho ra một cái vở tốt nghiệp như vậy. Bản thân thầy thì thầy không biết là thầy có nổi hay không, nhưng mà đúng là nếu một mình với một học trò vậy thì chắc là cũng là một cái gì đó nó rất là cao vời vợi đối với một người thầy, đúng không các bạn? Và bản thân thầy cũng tâm niệm như vậy. Thật sự là trong cái học lớp học nghệ thuật đó các bạn, mình không có phải như là những lớp học khác là cần phải một cái đại trà, ví dụ lớp phải 100 bạn hay là phải 50 bạn. Càng như thầy hay thường nói với các bạn, lớp càng bằng thì các bạn lại càng có lợi, đúng không? Tại cái thời gian mà thầy cô kèm kẹp các bạn, bẻ tay bẻ chân các bạn, dạy dỗ các bạn trên sân khấu thì nó càng nhiều hơn nữa, thì cái việc học đó mình càng có lợi. Chính vì vậy mà các bạn phải thấy được là cái niềm đam mê của chúng ta phải luôn luôn cháy bỏng, phải luôn luôn cái nuôi dưỡng cái niềm đam mê đó đối với nghệ thuật, thì chúng ta sẽ có được đền đáp lại một ngày nào đó, sẽ được đền đáp lại. Như chị Ngọc đây, các bạn thấy đã bao nhiêu năm rồi, mà mấy chục năm rồi, nhưng mà cái tên tuổi chị vẫn sáng mãi trong cái lĩnh vực giải trí, lĩnh vực nghệ thuật, đúng không? Từ phim ảnh tới sân khấu, chị vẫn miệt mài, mặc dù bây giờ chị đang ở nước ngoài là chủ yếu, ở Mỹ là chủ yếu, nhưng chị không hề gián đoạn cái sự sáng tạo của mình, vẫn luôn luôn email cho thầy, Thảo ơi, tôi có một cái kịch bản này hay lắm nè, rồi thì nhiều khi thầy cũng phải gọi Ngọc ơi, có kịch bản nào hay không, đưa Thảo để Thảo làm, để cả một cái, hai người vẫn trao đổi với nhau, và chị Ngọc vẫn làm việc những cái chuyện mà liên quan tới cái nghề của mình. Mặc dù bây giờ chị ấy qua Mỹ, cái điều kiện làm việc nó sẽ khó khăn hơn, nó không có được như là ở Việt Nam, nhưng chị ấy vẫn nuôi cái lửa đó. Thì huống hồ với chúng ta ở đây, các bạn, những bạn trẻ, đúng không? Các bạn có rất là nhiều điều kiện để học hành, thì các bạn phải nuôi dưỡng cái niềm đam mê đó, các bạn phải nuôi dưỡng, các bạn phải trân quý từng ngày từng giờ học ở đây. Đó, như cô Ngọc nói, có những cái tác phẩm, có những cái vở mà các bạn chỉ được một lần trong đời diễn tại sân khấu nơi các bạn học mà thôi. Khi ra đời, các bạn sẽ bị nhiều cái chi phối vì đồng tiền, vì danh lợi, vì khán giả, vì tất cả mọi thứ mà chúng ta sẽ không làm được như ý chúng ta mong muốn. Thì tại sao ngày hôm nay chúng ta có một cái cơ hội tuyệt vời như vậy mà chúng ta không nắm bắt lấy nha? Thành ra đó là một lời nhắn nhủ rất là tuyệt vời của cô Nguyễn Thị Minh Ngọc để gửi lên tất cả các bạn. Và thầy mong rằng các bạn ngày hôm nay đã có một cái buổi trao đổi rất là hay đối với chị Ngọc. Và chương trình của chúng ta sẽ chưa dừng lại. Và bây giờ các bạn cho một vài phút để chuẩn bị cho chị Ngọc. Trước khi đó thì có một số ý kiến. Và xin nghe nói cho một chuẩn bị nha. Có một vài lời là tôi là một người đọc văn chị Minh Ngọc từ trước giải phóng, trước chị là Nguyễn Thị Mộc Minh, và biết chị ái mộ chị rất lâu, và sau này biết chị là một đạo diễn. Như một lời nói là tại sao chị vẫn tồn tại trong tâm mọi người, tại vì chị là một người rất có tâm. Tôi rất hạnh phúc được quen chị. Báo. Mình là đạo diễn, có cái mình là diễn viên. Anh nói chị quên mất theo vậy.
Sang, nói cô đó, dời qua đây ngồi xíu giùm em. Cô áo bông á. Nhưng mà tôi cũng hơi bị tiếp. Gặp các bạn. Xin lỗi cô, kêu cô ngồi qua đây chút. Nhưng mà cũng nói thiệt là hôm nay tôi lọt vô một cái chuyện riêng là tôi phải nhà tôi bị bán một cái nhà về một cái nhà nhỏ một năm. Kêu nghiện kìa hả? Sao nó nhỏ mọi thứ? Hôm qua tôi mới cho một cái bản đó, thì tôi ngủ ngang rồi đó. Kêu tình đó đi ra. Sống luôn rồi. Thật ra thôi bây giờ làm được bao nhiêu thì bao nhiêu. Ngay nhắc Trường Ngọc là sắp sửa hết giờ nha, tại 12 giờ còn phải đi làm việc. Để từ đây thấy đi thì chúng ta sẽ làm việc. Vậy 6 phút rồi. Còn biết 16 phút rồi tới 12 giờ hả? Wow. Rồi thôi cũng cố gắng làm được bao nhiêu nhớ. 16 phút thì mình diễn cái gì đây ta? Coi được tới đâu hay tới đó nè. Úc ơi, có mấy phòng của tôi có phòng khách không? Bao nhiêu năm tôi chờ đợi giấc mơ này. Mơ gặp lại người bạn diễn ngày xưa. Hồi đó tôi làm là Lan thì ông là gì? Tôi là Thúy Kiều thì ông là Thúy Thảo. Bây giờ thì Thúy Kiều già này đuổi áo quần cho gánh hát. Còn ở Từ Khải thì bị chạy gạo cho con. Những gì giống coi vậy ta là bà già trong cậu đầu đi. Thôi tôi ra các người, tôi lại các người. Tôi phải ra khỏi cái nhà nó được không khốn gì. Nói gì hết. Mày trước chết rồi hả? Dân ta mà không bị liệt ở đây hả? Tao phóng xong mày một cái, tao bóc hai trong mắt mày, tao liệt trốn gặp. Không được. Diễn vai này sợ thất vọng người xưa. Giờ mình... À, giờ ổng chắc mình làm... Chọc cho ổng cười cho vui đi. Nhớ hồi đó mình đi lưu diễn ở đâu á. Thì ổng cũng nói... cũng vậy, bà con người ta gửi thơ tới, người ta thắc mắc, người ta tưởng đâu gánh hát như ông trời á. Cái tụi nhỏ nó đẩy mình ra để mà giải đáp thắc mắc. Bây giờ sao ta, được rồi, để làm giáo sư chơi cho vui. Hỏi dễ thương quá. Hỏi chồng tôi đi dọc đường bị một những cái con rơi ngã trên đầu, để lại tôi một đàn con dài. Hỏi chết nhiều mỹ thuộc về ai? Câu hỏi này chúng tôi xin mời giáo sư phó tiến sĩ tâm lý xã hội Tâm Thành Học trả lời. Đó, chị Mỹ thuộc về, hoàn toàn thuộc về cá nhân người đã chết. Tại sao chồng chị không đội mũ bảo hộ trong lúc đi đường? Hỏi, tụi em là mấy em thiếu nhi? Tụi em chờ có một sân chơi riêng cho tụi em mà thấy có xây một nhà dân quá to đường mà cứ hẹn ngày 1 tháng 6 sẽ khánh thành mà chờ hoài chưa xong. Hỏi tụi em phải đợi tới bao giờ? Chà, các em thiếu nhi vô cùng thân mến thôi, hãy lắng nghe câu trả lời của người lớn. Người ta trả lời các em ngày 1 tháng 6 nhưng đâu có nói năm nào. Hãy học câu này, hãy kiên nhẫn chờ đợi, hãy đợi, hãy đợi, hãy đợi. Đó, chúng tôi là những sinh viên đại học, học bổng quá thấp, làm sao chúng tôi có thể cầm cự mấy năm đại học? Ôi, những sinh viên tương lai đất nước ơi, tại sao lại thắc mắc vớ vẩn, lại đề nghị các bạn ôn lại sự xưa? Trần Minh Khối chuối ngày xưa có học bổng đâu mà cũng đổ tới đại nguyên.
Còn bây giờ thì bảo đảm các bạn có hơn Trường Minh một cây khô chuối. Chúng tôi là những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, trước mắt chúng tôi thấy bao nhiêu khóa đàn anh vào bao nhiêu, ra bấy nhiêu và khó kiếm việc làm. Hỏi bây giờ chúng tôi có nên đi học thêm nữa hay không? Đã là tương lai thắc mắc thì trả lời thắc mắc vớ vẩn. Các bạn không thấy hãnh diện sao nếu khách nước ngoài đến thăm nước ta sẽ vô cùng thán phục khi hỏi các xích lô xe kéo thợ mộc thợ nề sẽ vô cùng thán phục bởi vì 3-4 ngoại ngữ, 4 năm đại học trở lên. Hỏi chúng tôi là những giáo viên đi về vùng sâu vùng xa, chúng tôi được động viên đi về để xóa đói, đồng lương chúng tôi quá thấp mà đời sống tinh thần chúng tôi không được chăm sóc. Hỏi bao giờ chúng tôi mới có được sự cống mặt đấy? Ôi các bạn giáo viên, các bạn hy sinh quả thực quá nhiều. Bây giờ hy sinh thêm chút xíu nữa có sao không? Các bạn không thấy sao? Biết bao nhiêu chính người đã hy sinh suốt cả cuộc đời của họ, qua bao nhiêu mùa kháng chiến chống Mỹ chống Pháp, bây giờ họ vẫn im lặng mỉm cười với Nam Bộ, có than thở gì đâu. Tệ nó. Em đau khổ. Đã. Ngu sao mà chống uống rượu các bạn ơi. Người uống rượu nhiều sẽ có những đức tính sau đây. Thứ nhất, tính kỷ luật luôn luôn tuân theo chủ sĩ qua tua bỏ rạp. Thứ hai, phát huy tính, phát huy văn hóa văn nghệ. Rất khi xỉn rồi rất thích ca hát tình căm. Thậm chí trong cái chủ nghĩa trên lan can thành đầu. Thứ ba, tính đoàn kết, không bao giờ nhậu một mình mà phải hai người trở lên mới nhậu được. Thứ tư, phát huy tính thể dục thể thao, hy sinh rồi rất thích lôi vợ con ra, đục vợ đập con, sử dụng vợ con ra làm bao cát. Thứ năm, phát huy tính trung thực, thì sẽ tiết lộ toàn bộ bí mật của cơ quan. Thứ sáu, phát huy tính phòng gian bảo mật, cứ đêm khuya thường thấy mặt đội dân phòng lãnh thức toàn sẽ dậy. Thứ bảy, phát huy tính giản dị, khi xử rồi ngủ đâu cũng được, không cần chịu mỗi người nhà. Thứ tám, phát huy tính tiết kiệm, thường hỏi ra cả những gì đã cho vô và nếu cần lượng mấy món đó cho vô. Quan trọng nhất các bạn ơi, nếu các bạn chống uống rượu thì làm sao các nhà máy quốc doanh sản xuất rượu và các nhà máy sản xuất hòm quốc doanh hoàn thành kế hoạch ở trên da. Ông đang như vậy mà mình lại bình già, mình đóng da da. Cũng có chặt người ông mà rồi là cái bà già. Trong lòng đèn đỏ đèn cao đây. Trường Đại Mưu có làm thành phim đó. Là bà cả hả? Bà cả hả? Bà đây mình bỏ chụp tay, không biết mình coi. Bà già là ai? Thank you.
tôi quên nhận cô một tiền nha. Cái dân cơ động đất này nhiều nhất nhất cử động của chúng ta các cộng đồng đang tiếp tâm. Và cô biết không, cô thấy điều đó mới ngoại tình với cái tình của cái dân cơ này. Ông chủ đã nói là không, chi tiết nhỏ cộng rác ông không được báo cáo đầy đủ mà. Nên hôm đó ông giả vờ đi dắt một bạn, nhưng mới có một lần ông ta đột nhập ra nhà bắt quả tang thấy tôi gian khu biệt thự tên đưa vũ lọc đọc phóng nhanh qua cửa sổ trốn đi mất, chỉ trở lại cô tiếp viên. Chuyện đầu tiên của ông ta là lôi cô ta ra bờ biển này, đuổi hết chúng tôi vô trong. Và ông ta đích thân lột sạch áo quần của cô ta. Cô ta trần truồng như vậy, ông ta nắm chân hạt cô ta, giẫm đầu cô ta xuống giếng để hỏi là có khai hay không. Trời đời như thế, chúng tôi chưa thấy ai gan lì như cô ta. Chúng tôi ở trong nhà hai ba lớp áo mà vẫn thấy lạnh nhất trong xương. Khi mà cô ta cắn răng không khai, họ thi gan như nghe đâu. Ông chủ lớn tôi là người đầu hàng, ông ta buông tay lại và đích thân ông ta đẩy nắp giếng lại và cũng đích thân ông ta đóng chặt cái nắp giếng lại. Ngày đêm đó thôi, chúng tôi đã nghe tiếng kêu gắt lên từ lòng giếng là mở ra, mở cửa ra. Và không phải chỉ hôm đó, mãi giờ sau này lúc nào có tướng rồi thầy sẽ nghe tiếng đó. Cô đang nghe kỹ đi, có phải đang có cái tiếng kêu mở ra, mở cửa ra hay không? Thôi tôi kể chuyện người chết rồi, bây giờ tôi còn phải lo cho âm hồn mấy người khác nữa. Tôi đi rải gạo tiếp đây. Nhưng tôi lặp lại lòng chó kha, cái dinh cơ này ngó rộng lớn vậy đó, nhưng mọi nhất nhất mọi cử động của chúng ta các cộng chủ đều biết hết. Hầu nhà sống thường đã thiền sống thường đã thiền sống thường. Giờ mình chỉ làm một cái này nữa thôi, là cái nữ võ tướng đi, đúng không? Tại vì ổng hồi đó là mình đóng đầu đẹp với ổng không muốn chưa bao giờ ổng thấy mình đóng nữ võ tướng mà. Để coi. Dạ. Chị thì mình sai rồi. Khi một người đàn ông người ta cần gạo, diễn cái gì cũng là không đúng hết. Không diễn nữa, bây giờ chỉ một chuyện phải làm thôi. Bao nhiêu năm á, mình đợi ông về để bận cái áo này, để mà đón ông. Mấy đứa ơi, mấy đứa à, giờ nghe giọng nè. Trong nhà này có một cái bình quý của ông đốc phủ tặng mình để làm hồ sơ. Không sao mấy đứa, đem bán đem tặng ổng đi. Rồi cái tôi có gì á thì đốt làm tro, đem ra biển thả thôi. Còn bây giờ đó là mình tặng ổng cái bình đó để ổng về mua gạo là đẹp rồi, còn gì nữa hả? Ổng đi rồi, cái bình cũng biến theo ổng. Minh Lão, nãy giờ ông chưa tới. Nãy giờ tôi nằm mơ. Mà 40 mấy năm nay chẳng phải là một cơn trường thiên đại ảo mộng hay sao?